Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Nga Nga sẽ giới thiệu với mọi người về mẫu dép rọ. Rọ đây mọi người. Rọ. Trên này thì nhà mình có in dấu sắp xếp. Những cái dấu in này là nhà mình mới đặt cuối năm ngoái. Dấu này là nhà mình đang chạy nha mọi người. Đó. Mình đặt cái đó nhiều tiền lắm. Mình đặt nguyên cái bộ luôn. Và nhà mình làm cái dép rọ này nè. Đó. Nè. Rọ đây. Mình may để chân như này được. Về giá bán một đôi giày. Bây giờ mọi người, nhà mình bán với giá là 280.000 một đôi. Và ai có nhu cầu có điện thoại 0363 564 182, hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại 0363 564 182 để mọi người cùng nói chuyện và cũng như có thể là xem dép chi tiết và rõ ràng hơn nếu mọi người thích. Còn bình thường thì Ngân Nga vẫn, nếu mà mua thì Ngân Nga vẫn gửi đúng với cái chất lượng mà những gì mà Ngân Nga đã giới thiệu trên video mà Ngân Nga đã lên, đúng với cái hàng da nhà mình làm. Đây mọi người, đế ba phân, đế su. Đế su này mang rất là bền, thời gian nó rất là lâu, cho nên là mọi người yên tâm, nhà mình không có làm cái đế dỏm đâu nha, luôn làm cái đế hàng tốt hết. Và cái loại dép này thì nhà Ngân Nga làm bẻ chân. Làm bẻ chân là may ra ngoài. Đây mọi người. Và khi mọi người mua dép nhà Ngân Nga thì có logo logo của nhà Ngân Nga là hiệu giày dép Thanh Phong, là ở 270 Lý Thường Kiệt, Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và số điện thoại của nhà Ngân Nga là 0363 564 582. Và giá một đôi là 280.000, 280.000 một đôi nha mọi người. Một đôi 280.000. Nhà Ngân Nga khi làm nè mọi người là quay da, lót da. Và nhà Ngân Nga bọc mặt nè mọi người, bằng da luôn. Cho nên khi mọi người mang yên tâm về sản phẩm nhà Ngân Nga làm, khi làm xong nhà Ngân Nga là có may bằng chỉ sắt. Cho nên mọi người cứ yên tâm mang đúng với chất lượng những gì nhà Ngân Nga đã giới thiệu trên video cho mọi người xem nha. Và đế này thì mang rất là bền luôn nha mọi người. 280.000 một đôi với loại dép rọ này nha mọi người. Nhà Ngân Nga cũng vẫn đế này, nhưng mà nếu mà làm bình thường thì bán 255.000 một đôi. Còn dép rọ thì 280.000 một đôi. Khi mọi người mua thì mọi người chịu tiền ship nha. Ship tùy theo khu vực. Ở thành phố thì 30.000, còn về huyện thì 40.000. Đây mọi người, mình hay gửi dép qua đường bưu điện. Và đường bưu điện thì lâu nay mình vẫn gửi dép, nhưng mà khi mà mua thì cái tiền ship mình gửi đi thì cái tiền ship đó là không phải mình lấy đâu nha mọi người. Cái tiền ship đó là mình gửi về, mình trả cho bưu điện trả cho những bưu tá họ đi phát hàng cho mọi người. Và nhà mình thì khi có những chú hỏi là có cần chuyển khoản trước không, dạ xin thưa là không, nhà mình gửi tới trên bưu điện rồi tới nơi bưu tá sẽ gọi điện trước cho mọi người và bưu tá tới nơi giao dép và lấy tiền, tiền dép và tiền ship thì mình đã cộng sẵn hết rồi. Cứ việc và đưa tiền cho bưu tá là xong nha mọi người. Còn mọi thủ tục thì mình đã làm việc với bưu điện, cho nên là mọi người yên tâm đi mua dép nhà Ngân Nga thì không cần chuyển tiền trước, không cần đặt cọc. Nhà Ngân Nga làm đúng với những gì mà Ngân Nga giới thiệu trên video cho mọi người, cho nên mọi người cứ yên tâm. Tại vì làm ở đây là nhà mình làm với sản phẩm chất lượng uy tín, mình lấy uy tín để mình làm mình ăn, chứ không phải là mình lên để mà mình giới thiệu qua loa cho mọi người đâu. Cho nên mọi người cứ yên tâm. Và ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0363 564 582. Và những lô dép nam nhà Ngân Nga làm lên đều là
làm bằng hàng da, lót da và mặt cũng mặt bọc bằng mặt da, nên mang thời gian không có sợ là cái mặt da này nó tróc ra, nó lột ra. Khi mọi người mang thì cái mặt da này càng ngày nó càng láng, láng theo cái chân mình luôn, nó láng đi rất là sướng, không có sao, không có sợ lột ra gì hết nha mọi người. Đó, và nhà Ngân Nga làm hôm nay làm một ri dép rọ 8, 90, 41 và 42. Mà nếu mà chân to quá thì nhà Ngân Nga kích cỡ thì phải liên hệ với Ngân Nga, chứ nhà Ngân Nga không làm sẵn những cái số lớn, tại vì những cái số lớn đó là nhà Ngân Nga đã khách đặt, thì nhà Ngân Nga làm để đo theo chuẩn theo cái chân, chân mình đo cái dài chân, cái ức chân và cái mũi ở trên cái chân nữa thì mới làm mới rõ được, tại vì những cái chân đó thì nhiều lúc cũng không ai muốn, nhưng mà chân mình sinh ra đã như vậy rồi, lúc chân to quá hay chân nhỏ quá thì mình phải đóng thôi mọi người, chứ còn không dám làm sẵn, làm sẵn nó sẽ tồn lại rất là nhiều ha. Và nhà Ngân Nga thì có số 8, 9, 40, 41 và 42, đây là số 41 nè mọi người, đó số 41. Và giá một đôi nhà mình bán 280 ngàn, khi mọi người mua thì mọi người chịu yêu ship nha, và ship về huyện thì 40 ngàn, còn về thành phố thì 30 ngàn. Hồi trước thì nhà mình có ship đi thành phố là 35 ngàn, nhưng mà mình đã làm việc với bưu điện cho nên là mình nhờ bưu điện có thể là giảm bớt gì chút định tiền ship cho mình, thì bưu điện chỉ nói thì chỉ giảm được ở thành phố thôi, rồi gửi thời gian nữa rồi mới giảm được ở các huyện, đi về huyện của các tỉnh thì mới giảm được, còn bây giờ thì chưa giảm được, thì mong mọi người thông cảm. Có gì thì Ngân Nga sẽ làm việc với bưu điện và Ngân Nga nhờ bưu điện giúp đỡ để giảm bớt cái tiền ship đó nha mọi người. Và đây là số 40 nha mọi người ơi, số 40 đây mọi người, đó số 40. Khi nhà Ngân Nga làm thì khi may xung quanh thì bằng chỉ sát, may bằng chỉ sát, may từ trên xuống ở dưới biên, cho nên mọi người mang không sợ thấm nước, không sợ mà thấm nước để cái cọng chỉ mình nó bị gọi là nó bị mục thì nó sẽ dở qua lên, nhưng mà không sao, nhà Ngân Nga làm chất lượng uy tín để tạo cái uy tín sau này làm ăn còn lâu còn dài với mọi người nha. Và hôm nay thì Ngân Nga xin chia sẻ với mọi người tới đây thôi. Và Ngân Nga xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video sau nha.